Ê, trời 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 trời, con nhà đấy rồi. Mình là bên cái ngôi nhà mò phía bên kia. Đây 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 đây. Con này cái bóng nhé. Con tóc trắng này, đang đứng quán thì thế này. Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình thêm một cái video nữa nha cả nhà. Thì ở trên cái video ngày hôm nay như cái quang cảnh tại đây thì cả nhà mình xem thì cả nhà mình cũng biết rồi. Ngày hôm nay Lê Trung đến đâu rồi đúng không cả nhà? Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu nghĩa địa này. Thì cũng khá là lâu rồi. Thì Lê Trung mới sắp xếp Lê Trung đến cái khu nghĩa địa này được. Thì mấy ngày hôm nay thì Lê Trung cũng về núi bạn đó cả nhà. Để thứ nhất là thăm thầy, thứ hai nữa về dọn dẹp cái nơi thầy đang ẩn tu. Mùa mưa tới cả nhà thì cây cối nó cũng mọc lên, nó khá là tầm. Và Lê Trung dọn dẹp thì để cho nó trống trải, với lại dọn dẹp cho những cái sinh vật có thể là gây hại đến thầy, nó không có lẩn trốn ở gần đó. Ví dụ như là rắn rồi, mũi mồng rồi này kia đó cả nhà. Thì sau khi Lê Trung dọn dẹp đồ này kia xong thì Lê Trung cũng có ở lại bên núi để mà ở với thầy, ở chơi với thầy một vài ngày. Rồi thì Lê Trung cũng có đi vòng vòng những cái ngọn núi xung quanh nơi thầy đang ẩn tu, và tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để giúp đỡ. Thì Lê Trung cũng đã có gặp cũng khá là nhiều những cái trường hợp vong linh cũng đang vất vưởng ở những cái ngọn núi đó. Trong đó thì có những cái vong quỷ dữ nè, những cái con yêu tinh, và thậm chí là những cái vong linh mang nhiều cái đau khổ ở trên cõi ta bà, sau khi mất xuống thì lại phải vất vưởng lang thang ở khắp nơi. Thì tất cả những cái trường hợp đó thì Lê Trung cũng đã giúp đỡ cho họ được đi về chùa, về núi để họ tu hành hết rồi cả nhà. Đó, thì ngày hôm nay sau một thời gian Lê Trung ở bên thầy thì Lê Trung cũng đã về quê và lại tiếp tục cái công cuộc hành trình đi tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên ở tại quê của Lê Trung để Lê Trung giúp đỡ cho họ đó cả nhà. Thì ở ngay cái khu nghĩa địa này thì tại đây thì cả nhà mình xem thường xuyên á, trên kênh của Lê Trung thì cả nhà mình cũng biết rồi, ở đây thì cũng có khá là nhiều những vong linh, vong quỷ hay tụ họp về đây để trú ngụ. Thì trước đây thì Lê Trung cũng có được gặp một cái vị vong linh, đó là anh Tần. Thì sau khi mà Lê Trung thu phục được anh Tần thì anh Tần cũng có muốn là cùng với Lê Trung để tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để giúp đỡ. Nhưng do chắc có lẽ là do cái anh Tần cũng đã đủ duyên với Phật Pháp, cho nên khi mà anh phụ giúp Lê Trung được một khoảng thời gian thì anh cứ liên tục bị những con quỷ tấn công đó. Với một cái sự đau đớn rất là lớn. Vì vậy thì Lê Trung cũng đã không để anh ở lại để giúp Lê Trung nữa, mà Lê Trung đã đưa cho anh đi về chùa để anh tu hiền tu lành rồi. Thì hy vọng rằng trong một thời gian sớm anh có thể là được đi đầu thai chuyển kiếp, tại vì anh cũng có một cái tấm lòng thiện nguyện rất là lớn. Tuy rằng anh là một cái vong linh đang vất vưởng lang thang ở trên cái cõi ta bà, nhưng anh cũng có một cái tấm lòng là muốn cứu độ cho các cái vị vong linh, giúp đỡ cho họ thoát khỏi cái cảnh đau khổ, đói khát lạnh lẽo ở trên cái cõi ta bà. Là một vong linh mà có thể hiểu rõ được cái vấn đề như vậy thì cả nhà mình nghĩ con người của chúng ta có trí óc, có đầu óc, có trí tuệ, có sức khỏe, mà vẫn còn rất là nhiều người không hiểu được cái vấn đề đó, đã dùng những cái từ, những cái ngôn ngữ để chỉ trích, để mà bôi nhọ, để mà làm nhục, để chửi bới những cái phần tâm linh đang hiện hữu trên cái cõi ta bà, để rồi phải chịu rất là nhiều những cái sự trừng phạt từ bề trên, cũng như là những cái gọi như là những cái quấy phá từ các cái vong linh vong quỷ cả nhà. Thì ở trên kênh của Lê Trung cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái vấn đề đó, cũng có khá là nhiều những cái clip mà Lê Trung đã quay được những cái phần vong linh mà do là không tin tưởng vào tâm linh đã
buông ra những cái lời ngạo mạn, nhục mạ, rồi buông ra những cái lời thách thức, để rồi phải chịu những cái cảnh rất là đau xót. Tuy rằng mình, cho dù là mình không có tin là hiện tượng tâm linh đang tồn tại, thì mình cũng không nên buông ra những cái lời miệt thị, nhục mạ. Làm như vậy thì cũng chả được gì, mà lỡ như đụng phải những cái vong hồn, những cái vong quỷ dữ thì lại sẽ rất là khổ. Lý Trung làm những cái video này thì cũng không phải là để truyền bá mê tín dị đoan gì nha các nhà. Lý Trung chỉ muốn chia sẻ những cái video như thế này lên để cho chúng ta cùng nhau xem, chúng ta cùng nhau học hỏi, và chúng ta cùng nhau suy nghĩ lại cái cách sống, cùng nhau suy ngẫm lại cái sự đời, và chúng ta cùng nhau suy ngẫm lại xem là chúng ta đã tốt hay chưa, chúng ta sống như vậy đã hoàn hảo hay chưa, nó để mà chúng ta có cái cách nhìn nó khác hơn, chúng ta có cái cách nhìn nó đúng đắn hơn, và chúng ta dần thay đổi cái con người của mình để được yêu thương hơn nè, rồi để được nó thanh tâm an lạc hơn. Đó. Chứ còn nếu mà Lê Trung sử dụng những cái video này để truyền bá mê tín dị đoan thì chắc có lẽ là đến thời điểm hiện tại kênh Lê Trung không còn được đứng vững như ngày hôm nay đâu cả nhà. Chắc bị bế đi lâu rồi. Ngày hôm nay cái khu này sao mà Lê Trung thấy nó âm u quá chừng. Hiện tại thì cả nhà mình thấy đó là nó cỏ rã đâu này kia nó phát triển rất là tốt. Nhà mình nhìn thấy trong cái khu này ngày hôm nay nó rất là bịch luôn, rất là rậm rạp. Ở đây hình như là có một cái phần mộ đã được bốc dở rồi này. Lấy hai cốt đi rồi. Những phần mộ này, những phần mộ rất là lâu. Ê, trời, cái nhà thấy gì không cái nhà? Như là bên cái ngôi nhà mộ phía bên kia, đây. Có một cái bóng dòng tóc trắng đang đứng ở đây cái nhà. Thôi, đây bây giờ. Để bây giờ Lê Trung đi vào bản thử. Bịch quá trời, không có đường đi luôn trời. Ui trời. Sao đi quá đó. Con rắn không trời. Mới đứng trong cái ngôi nhà màu này nè cả nhà. Đâu rồi đây? Mất tiêu rồi cả nhà. Quá trời nó bịch đi không được. Ây da. Đây là một cái phần mộ cũng được bóc dở nữa đây. Nhà thấy cái hòm còn ở dưới luôn. Rồi. Cái hòm còn ở dưới luôn cái này. Ghê vậy. Mới đứng ở trong đây đâu trời. Ta.
đứng trong đây mà. Cái trời, qua tới bến nữa rồi nha. Qua tới chỗ trồng cái cây mà nó kìa. Làm cái gì mà nó cứ biến tới biến lui, biến tới biến lui hoài ta. Giờ để đi chứ. Nói chung điện ngược bánh. Quá trời bật. Đi đường nào đây? Đi đây. Không có giao tiếp được. Đâu nữa rồi. Đứng trong đây đâu trời. Đừng nói chạy quả nữa nghe, đừng nói biến quả nữa nghe chạy. Cái nhà giờ chắc là lấy chung sẽ đặt cái bàn nghi thức luôn đi cả nhà, chứ bây giờ nãy giờ đi hoài đuối à, nắng quá. Giờ là chúng sẽ đặt cái máy quay ở đây, cái chúng đi qua bên đây đặt đi, đặt cái nghi thức đây. Nắng nó mệt, thở thở ra khói. Bữa nay thì lại chung lại tiếp tục cúng cơm thôi. Cơm với lại là bánh, bánh với trái cây. Cái dòng này là chung thấy chắc lớn tuổi rồi cả nhà, không biết lớn tuổi hay là do là quán khí nó tích tụ gì nhiều quá mà là chung thấy tóc bạc trắng gì ghê lắm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Hận Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đối khác lành lẽo phát vượng trên cái cõi Ta Bà này, thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ đó, cho cái vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ này để giúp cho họ được nó lòng ấm dạ hơn để đó làm năng. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Rồi Lê Trung cũng đã cúng kiến xong rồi cả nhà, bây giờ Lê Trung sẽ lui ra để xem là cái vị vong linh này có xuất hiện ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ này hay không nha cả nhà. Không mà kỳ gì cả, trong đây không có gì ăn hết hả? Mình đi từ hồi nãy giờ luôn mà không có thấy gì ăn hết, đói quá à. Để mình dòm nữa chứ. À, kiểu này á chắc phải đi xa mới có đồ ăn rồi, kiếm gần gần vòng 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 nó không có gì hết à, buồn quá à. Không có đồ ăn, nủ làm sao khó chịu nữa. Thôi để mình qua cái cây này mình nghỉ một chút đi, rồi mình đi kiếm đồ ăn tiếp chứ sao giờ, đói quá đói rồi. Ê, cái gì ta? Đồ ăn chứ gì? Mà sao tự nhiên nó nằm ở đây? Mình thấy nó còn mới chát luôn mà. Ừ, phải rồi. Cái này chắc là người dương người ta vô đây cúng kiến gì chứ gì. Ôi, nhìn đồ ăn sao mà nó ngon dữ vậy. Ừ ha, mà mình không biết cúng cho ai nữa. Bây giờ mình đói quá, mình ké ăn miếng được không ta? Chứ mình thấy đồ ăn vậy á, mình á không thể nào mà bỏ đi được. Nhìn ngon. Lợi mình ở đây mình không có thấy ai hết á. Chỉ có mình ở đây à. Thôi mình vô mình ăn ké ăn miếng đỡ đi. Toàn là đồ ngon không á chứ. Vậy đi, để mình ăn một miếng mới được. Mà hiếm lắm mới có cơ hội được á. Thấy á, đồ ăn đầy đủ vậy nè. Bây giờ á, mình thưởng thức mới được. Mình không ngờ á, bữa nay mình ăn được cơm á, nó ngon đến như vậy á.
quả là bữa ăn hôm nay á ngon quá à. Đang đói bụng á, tự nhiên mình nhìn xuống một cái á, mình thấy mình cũng giật mình nữa chứ. Thì á, đồ ăn ở đâu ra hả, giật mình. Mà cũng ngộ quá chứ, cái tháng này á sao mà ít người người ta đi ra ngã ba ngã tư cúng à. Bởi vì cho nên á mình nó có cái gì đâu mà mình ăn, hỏi sao mà không đói được chứ. Mà cũng còn được hơn, cũng á, gặp được á cái duyên hà sao á, mình mới thấy được á một cái bữa ăn mà nó ngon như vậy nè.
Đúng là bữa nay được một bữa ăn mà nó ngon nhất từ trước tới nay luôn á. Nào giờ mình đâu có được ăn ngon vậy đâu. Mà bữa nay á, không biết đồ ăn này á ở đâu ra mà ngon dữ cả. Xin chào. Ui. Gì? Cái này là tôi thấy trước đó nha. Rồi sao? Tôi ăn rồi á. Ăn rồi hả? Còn ăn được nữa không? Hết rồi, ăn hết rồi. Tại đói quá, hổm gậy đói quá à. Không có gì ăn hết á. Ăn hết luôn hả? Ăn hết luôn rồi. Vậy kỳ trời ăn không chừa gì chứ hả? Chứ đói mà làm sao chừa được. Mà vong linh như tôi như vậy nè, đói khát dữ lắm. Mà lâu lâu mà thấy được á, một bữa ăn mà ngon mà nhiều vậy nữa, mừng lắm, quý lắm á chứ. Vậy đó hả? Rồi bao nhiêu lâu rồi mới được một bữa ăn vậy? 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy rồi? Phải. Trời. Rồi sao không đi kiếm đồ ăn đi, bộ không có hả? Đi kiếm nhiều chỗ rồi đó mà không có, không biết mấy tháng này không ai cúng gì hết à. Vậy đó hả? Rồi là thấy cái này nè, nãy ăn ngon không? Ngon chứ. Rồi có muốn được ăn vậy hoài không? Muốn, nhưng mà có đâu mà ăn hoài. Có. Nếu mà muốn thì tôi giúp cho. Thiệt không? Thiệt. Cái này tôi cúng cho vong rồi chứ ai mà hỏi thiệt không? Vậy hả? Vậy hả? Cũng mấy người cúng cho tôi hả? Rồi tới đây lâu chưa đây? Ở đây lâu rồi. Lâu rồi hả? Rồi tên gì? Tên là Nhung. Nhung hả? Rồi mất cách đây lâu chưa? Sao mà tóc gì đâu trắng xóa vậy? Cách đây cũng 10 năm rồi đó. Mất 10 năm rồi. Phải. Rồi mất lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc đó mất 26 tuổi à. Trời ơi, mất trẻ vậy. Sao người ta tóc tai gì bạc phơ vậy? Rồi sao không đi siêu thoát đi hay đầu thai chuyển kiếp gì đi, làm sao lẩn quẩn ở trên cõi ta bà này chi cho chịu đói, chịu rét, chịu khổ vậy? Có sự tình gì, có quan tình quốc hận gì không? Có chứ, quốc hận nhiều lắm nên đi không được. Phải không đó, hay làm chuyện ác rồi bị trời đày phải dắt dưỡng đó. Không có đâu, tại quốc hận. Quốc hận hả chứ không phải làm chuyện ác hả? Rồi quốc hận cái gì có thể kể cho tôi nghe được không? Quốc hận người tình đổ xăng tưới chết đó, cho nên quốc hận thù người đó lắm. Gì nó ghê vậy? Tại sao tự nhiên để người tình đổ xăng tưới rồi bộ có mâu thuẫn gì lớn lắm hả? Anh ta ghen. Ghen hả? Ghen tôi với người khác á. Nói trời là ơi, không có chung thủy. Trời ơi. Cứ ra tay giết tôi luôn. Cô với ảnh quen bao nhiêu lâu rồi mà ảnh ghen dữ à? Quen mới đó 7 tháng hả? Trời ơi, rồi trong 7 tháng đó cô không biết ảnh ghen hả? Biết ảnh ghen không? Không, sau này mới phát hiện ra. Trời ơi. Rồi bị ảnh tứ sang ảnh đốt luôn. Phải. Nếu mà nói vậy, nếu mà nói ghen sơ như vậy thì tánh tình ảnh cũng phải khác chứ, tại sao cô không nhận ra được ha? Tánh tình là thí dụ như con người ghen tuông cô phải biết chứ, hay là do là cô thương quá rồi cô không có nhận ra? Cũng có nhiều xích mích lắm. Xích mích là xích mích gì? Nhiều chuyện lắm. Cô có thể kể rõ hơn xíu được không? Vậy á, để tôi kể ra là ông nghe là ông biết à. Tôi hồi đó đó. Lúc mà 24 tuổi đó. Tôi lấy chồng đi. Mà tôi lấy cái một cái người đó đó. Tôi thương người đó lắm. Nhưng mà ba mẹ không chịu. Rồi tôi với người đó qua lại với nhau. Rồi cuối cùng á, tôi cũng thuyết phục ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi cũng chịu nữa. Ba mẹ nói á, lấy á là sau này á, sướng khổ gì á, thì tự chịu nha, chứ á, ba mẹ thấy cái thằng đó là ba mẹ không có chịu rồi. Vậy là cô tình của nó kỳ lắm. Vậy là cô có trước một đời chồng nữa hả? Phải.
Rồi sao nữa? Hai vợ chồng tôi lấy nhau về á, tôi thì cũng chịu bươn chải, chịu làm lắm. Ừ. Mà chồng tôi mới được mấy tháng đầu thì cũng đi chịu làm với tôi vậy đó. Ừ. Đâu được 6 tháng à, rồi cái chồng của tôi không có chịu làm nữa. Như kìa? Than cực. Rồi á, ở nhà đó tụ tập với bạn bè chơi bời. Tôi thì cũng nay lưng ra tôi đi làm. Ừ. Về để lo á, cho á, chồng với lại á, ba mẹ chồng nữa. Ở nhà chồng có con một mà. Ừ. Chồng tôi thấy tôi đi làm cực khổ vậy đó mà không có thương. Chửi mắng á, họ kêu đưa tiền á cho á, nhậu nhẹt rồi chơi bời nữa. Trời. Nhưng mà tôi á, đi làm á, cũng ít tiền lắm chứ đâu có nhiều đâu. Cô đi làm cái gì? Tôi đi làm bên đồng áng nè, dặm lúa nhổ cỏ nè. Ờ. Ai mướn gì làm nấy gì đó. Ừ. Biết rồi á, ở được một thời gian tôi thấy á, chồng tôi á, không có thay đổi tính tình, tôi cũng khuyên nhiều lắm. Ừ. Anh ta chứng nào tật nấy à. Biết rồi á, ở chịu không nổi nữa. Nhiều lúc á tôi khuyên á, tôi nói với ba mẹ chồng là khuyên giùm á, nhưng mà ba mẹ chồng nói tao có một thằng con vậy đó, mày khuyên được, mày là vợ mày khuyên được thì mày khuyên, còn không khuyên được thì thôi đi. Ừ, vậy là chồng của cô là con một. Phải. Thì được cha mẹ chồng cưng chiều quá cho nên là cái hư phải không? Chứ gì nữa. Ờ. Ủa, tôi thấy trong sống trong cái cảnh đó đó. Ừ. Ghét rồi á, chịu đâu có nổi đâu. Ừ. Rồi tôi mới ly dị với chồng của tôi, đường ai nấy đi. Ờ. Để mà tôi được thoát khỏi cái gia đình đó để cho tôi khỏe. Ừ. Tôi thôi chồng được cũng một thời gian, tới cái lúc mà tôi 26 tuổi đó. Ừ. Rồi ba có người bạn chơi với ba mẹ của tôi đó. Ừ. Rồi mới làm mai cho tôi một người, mà tôi mới đầu tôi không có chịu. Ừ. Tại vì mình nó mới đổ vỡ đây một thời gian, mà bây giờ mình quen người khác rồi mình lấy người khác nữa là biết á, sướng hay khổ gì á, đã một lần chịu khổ rồi. Nhưng mà cái á, bạn á, nói á, là cái người này á, cũng được. Ừ. Chứ á, không có tệ đến nỗi như mấy. Tại vì cũng quen biết với người bạn đó đó. Ừ. Rồi á, người ta mới làm mai làm mối. Ba mẹ tôi á, nghe nói vậy á, thì á, cũng chịu. Tôi cho hai bên gia đình á, gặp gỡ rồi á, tôi á, với cái người đó mới làm quen từ từ. Ừ. À, trong thời gian quen á, thì người đó cũng qua nhà tôi cũng đi qua nhà người đó vậy đó. Ừ. Qua lại để cho mà biết hiểu rõ về nhau á mà. Ừ. Bữa đó anh ta dẫn tôi về bển, chúng này cái đám giỗ nữa. Ừ. Qua đó tôi cũng phụ làm cũng nhiều chuyện lắm. Rồi anh ta cũng mua đọc mấy tờ vé số đi. Ừ. Rồi anh ta mới tặng cho tôi là 2 tờ. Ừ. Anh ta giữ lại 4 tờ lận. Ừ. Thì tôi cứ tưởng đâu là tặng vậy thì mình lấy đi, chứ bây giờ mình từ chối thì cũng phụ lòng người ta nữa. Ừ. Thôi bây giờ tôi lấy đại tôi bỏ nhét vô túi vậy đó. Ừ. Rồi tới chiều tôi cũng về. Rồi qua bữa sau á, tôi mới gặp cái người bán á, tôi mới dò đi. Ừ. Là lúc đó á, là trúng được 1 tờ. Là được lô 3 triệu á. Ừ. Rồi còn cái tờ kia thì nó không có trúng, chỉ trúng được có 1 tờ hả. Ừ. Rồi cái người mà quen với tôi á. Ừ. Thì cũng dò số nữa rồi cũng trúng. Rồi á, cái chiều hôm đó đó
anh ta mới qua nhà hỏi tôi là cái số anh tặng em đó có trúng không. Ừ. Rồi tôi mới nói có trúng một tờ, còn một tờ thì nó bị thì hụt đi, nó không có trúng. Ừ. Rồi á, cái người bạn của tôi á mới nói á, sao em trúng được tờ á, dễ hên quá à. Cái số tiền đó hả, em có muốn buôn bán kinh doanh gì á thì á em cứ làm đi. Rồi tôi mới nói ít quá mà làm sao mà buôn bán kinh doanh gì được. Ừ. Rồi anh ta mới không tin nữa, làm gì mà không có ấy, đã một số tiền lớn như vậy đó mà em nói ít là ít làm sao. Rồi tôi mới nói với anh ta là chúng có cái lô 3 triệu hà, chứ đâu có trúng nhiều đâu mà, nói là cái số tiền đó là để mình buôn bán đâu có đủ. Ừ. Anh ta nói có đâu anh á, thì anh trúng nhiều tiền hơn em nè, mà thì anh cũng tưởng đâu là mình á trúng một số mà sao kỳ vậy. Rồi tôi mới nói á, bởi vì anh thấy không, em nói thiệt chứ em có nói sai đâu á, mà anh nói là em trúng nhiều. Ừ. Có đâu mà nhiều. Rồi á, tôi á với lại cái người bạn trai của tôi á, ừ, nói thôi bây giờ á, cái số tiền đó đó anh trúng á thì anh hưởng đi, còn em á, anh tặng em á thì coi như là kỷ niệm của hai đứa mình thì em cũng giữ lại đây, mà cái gì cái á, đừng có mà xích mích xảy ra nữa, tại vì bây giờ mình mới quen nhau, mới tìm hiểu nhau mà bây giờ cự cãi lại á là nó không có được im đẹp. Ừ. Còn cái người á, bạn của tôi đó nói ừ bây giờ thôi không có cự cãi nữa. Đâu có từng sao á, cái người bạn của tôi á mới rủ là qua bên đó đi làm bánh á, nhà tại nhà ba mẹ cũng làm bánh đó. Ừ. Thì qua phụ làm bánh đi rồi mình ăn. Tôi nghe vậy á thì tôi cũng đi qua tôi phụ, tới chừng làm xong ăn uống hết rồi á. Ừ. Lúc đó tôi á mới nói mấy á là đi vô á trong cái nhà để xin á để mà tắm. Ừ. Tôi ở trong đó tôi tắm á, rồi á cái người á bạn của tôi mới quen á, ừ, mấy là nghe điện thoại giùm tôi nhưng mà bắt lên alo á người ta tắt. Rồi á, người ta nhắn tin lại cho tôi á là em đang làm gì đó, anh nhớ em quá à. Mà em sao em cứ lánh mặt anh hoài vậy, em đưa điện thoại cho ai nghe mà nghe tiếng đàn ông vậy. Ừ. Cái lúc á, tôi tắm xong rồi tôi mới ra đi. Ừ. Rồi á, cái bạn trai của tôi đó mới ghen lên, mới nói á, mày quen ai mà người ta nhắn á cho mày á là em đang làm gì đó, anh nhớ em quá à. Ừ. Đây nè, rõ ràng đây nè. Rồi lúc đó tôi mới chụp cái điện thoại tôi dòm đi là tôi mới biết đó là cái người đó đó là cũng đang đeo tuổi tôi. Ừ. Nhưng mà tôi không có quan tâm gì tới cái người đó hết á. Ừ. Rồi cái người bạn trai của tôi á mới ghen lòng ghen ngược lên. Ừ. Nói á, làm sao mà đang quen á tao mà bây giờ mày tính bắt cá hai tay hay gì? Tao nói cho mày biết á, mày là quen tao á mà mày còn làm vậy nữa đó, mày không chung thủy rồi. Thôi tao kiểu này tao phải tính lợi mới được chứ á, tao không có thể nào á để mà cưới á mày về á rồi á mày lừa gạt tao rồi sao. Ừ. Cấm sừng tao rồi sao. Lúc đó tôi cũng giải thích nhiều lắm nhưng mà anh ta đâu có nghe đâu. Rồi anh ta giận lên dữ lắm rồi còn đập đồ nữa chứ. Ừ. Tôi lúc đó tôi thấy căng quá đi, tôi mới nói anh không tin em thì thôi đi, chứ đừng có đập đồ mà nói những câu nặng nhẹ vậy mệt lắm. Ừ. Thôi anh làm gì làm đi, để tôi đi về bển. Chứ ở bên đây anh ghen vậy mà anh nói những lời khó nghe vậy tôi không có chịu nổi đâu. Ừ. Rồi tôi mới đi về bển đi. Trong cái buổi tối đó đó. Ừ. Anh ta đi qua
Tôi tưởng đâu là anh ta qua năn nỉ tôi không à. Lúc đó thì ba mẹ cũng đi công chuyện rồi, chỉ có mình tôi ở nhà. Rồi anh ta đi vô, anh ta cầm cái can nữa. Lúc đó thì tôi mới văng mùng xong à. Tôi tính chui ra để mà tắt đèn để đi ngủ. Rồi tôi thấy anh ta đi vô cầm cái can, tôi tưởng đó là can gì không. Rồi anh ta mới mở cái nắp can nó ra, anh ta chế trên đầu tôi chế xuống á. Lúc đó tôi nghe được cái mùi xăng. Rồi tôi mới la lên, tôi nói anh làm gì vậy, anh tính đổ xăng để mà giết tôi hay gì. Rồi anh ta trả lời á, mày gan lắm, bữa nay tao cho mày chết nè, chứ mày á đang quen tao mà mày có thằng khác hả, mày cắm sừng tao hả, bữa nay mày tới số mày rồi. Lúc đó hả, tôi á chưa kịp suy nghĩ gì hết á, đã anh ta lấy cái hộp quẹt anh ta bật lên á, chọi vô người tôi gì nè. Rồi á, mà xăng mà hộp quẹt nó phật á, rồi á mình mẩy tôi cháy á, tại vì xăng ướt áo ướt tóc đồ này kia gì đó. Cháy phần phần lên gì đó. Rồi á tôi kêu cứu la lên á, nhưng mà có ai đâu mà tới cứu. Rồi anh ta mới nói mày phản bội tao á, tao cho mày chết. Đừng hòng á mà ai mà tới đây cứu mày. Anh ta nói vậy xong rồi anh ta chạy đi mất tiêu, anh ta cũng không cứu tôi luôn. Lúc tôi lửa cháy phần phần lên, tôi la lên dư nhiều lắm nhưng mà không có ai tới hết á. Rồi á xăng nó nhiều lắm, nó cháy một hồi á, tôi đau đớn tôi té xuống rồi tôi chết luôn. Thì sau khi mà chết tới giờ là cô hận cái anh người yêu đó cho nên là không đi siêu thoát được đó hả? Phải, tôi hận cái người đó lắm. Thì á, thương tôi á mà không có hiền nghĩ, không hiểu cho tôi có biết cái gì, ớt giáp cái gì đâu, tôi đâu có quen cái người kia đâu. Chỉ vì ghen như vậy đó. Chỉ vì có mấy cái tin nhắn vậy thôi đó hả? Chứ không có gì quan trọng nữa trơn hả? Phải. Trời Phật ơi, ông đó không bị gì trời. Rồi sau khi mà anh ta tứ sang đốt cô như vậy xong rồi anh ta có bị xử lý không? Có chứ. Anh ta đã bị chịu tội trước pháp luật rồi. Tại vì giết một người mà dễ gì thoát có khỏi được á, nhà nước được, chính quyền được chứ. Đúng rồi. Nói chung khi một người nào đó đã làm ra một cái tội ác gì đó thì chắc chắn rằng sẽ bị pháp luật trừng trị thôi, chứ không có đường nào mà chạy thoát được. Đó. Còn về cái vấn đề của cô thì sau khi mà tôi nghe cô kể về cái sự tình và cái nỗi oán hận của cô thì trong cái vai trò của cô thì ai cũng vậy thôi, ai cũng phải oán hận thôi, ai cũng phải tức tưởi, ai cũng phải là hận thù. Nhưng bây giờ tôi nói với cô nè, sau khi cô hận thù như vậy á thì trong những năm qua cô phải bất vưởng lang thang khắp nơi như vậy, rồi dẫn đến cái tình trạng là cô phải đói khát lạnh lẽo, muốn ăn cũng không có mà ăn đó, rồi muốn nghỉ ngơi cũng không có chỗ để nghỉ ngơi nữa. Đó. Cô có thấy khổ không? Khổ nhiều lắm ông ơi. Tôi đã 10 năm nay rồi tôi cứ vất dưỡng hoài vậy đó. Tôi cũng muốn được đi á. Để mà thoát khỏi cái cõi này nhưng mà đâu có được. Thì bây giờ như lúc nãy tôi có nói với cô đó, thì tôi sẽ, nếu mà cô chấp nhận á thì tôi sẽ giúp cho cô. Thứ nhất á là giúp cho cô hàng ngày đều có được ăn uống như thế này. Và cái nữa đó là tôi sẽ giúp cho cô được đi về chùa để có nơi, có chỗ để mà cô trú ngụ, cô nghỉ ngơi. Và một cái điều cốt yếu nữa là tôi cũng muốn giúp cho cô được buông bỏ tất cả những cái hận thù của mình để đi đầu thai chuyển kiếp là một kiếp người khác. Chứ hiện giờ mình là một cái hồn ma dắt dưỡng, mình đói khát lạnh lẽo khắp nơi như vậy. Rồi từ từ mình sẽ đọa vào trong cái ngạ quỷ đó. Khi đó rồi, khi đổ vào trong ngã quỷ rồi thì nó rất là nhiều việc rắc rối có thể xảy ra đối với cô. Đó. Rắc rối ở chỗ là nhiều khi cô sẽ tu luyện tà thuật để rồi cô đi hại người. Mà khi hại người cô tạo ra cái nghiệp quá lớn á, thì cô sẽ bị bề trên quở phạt và cho người xuống đánh cho hồn siêu phách tán. Đó. Cái đó là tự mình đưa mình vào trong cái con đường khổ thôi. Mình đã khổ nhiều năm lắm rồi. Đó, cho nên bây giờ mình đừng có nên là khổ nữa. Mình hãy tìm cái đường nào đó để mà cho cái tương lai của mình nó tốt hơn.
Đó, cũng như cô thấy rồi, cái anh người yêu của cô thì trước bây giờ cũng đã bị pháp luật trừng trị rồi. Nó cũng đã trả giá cho cái việc làm của mình rồi. Và thậm chí hiện tại bây giờ thì anh ta cũng đã có thể là anh ta đang bị trừng phạt ở dưới địa ngục. Đó, vì vậy thì mình không cần phải hận thù làm gì nữa. Đã có bề trên sắp xếp và có bề trên đã giáo huấn anh ta rồi. Đó, cái điều quan trọng bây giờ là cô phải tìm cách nào đó để cô được sung sướng. Chứ không lẽ bây giờ cô đi hận thù cho anh ta làm chi, để rồi mình phải chịu đau khổ mà mình hận thù làm chi. Tôi muốn lắm, muốn dữ lắm, nhưng mà giờ không biết làm sao nữa. Đó, thì như tôi đã nói, nếu cô chấp nhận thì tôi sẽ đưa cho cô đi về chùa để được có ăn có ở, rồi có chỗ nơi để mà mình tu học, tu hành, tu tâm sửa tánh, để mà mình tích phước đức mình đi đầu thai. Có được như vậy á, một chỗ như vậy được á thì quá tốt rồi. Tôi chịu, làm ơn giúp đỡ cho tôi đi. Vậy là bây giờ cô chấp nhận để mà đi đúng không? Đúng, tôi chấp nhận. Rồi, nếu mà đã chấp nhận thì bây giờ hãy chấp tay lên đi rồi niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi, để tôi giúp cho cô đi về chùa để cô tu hành, tu hiền, tu lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, thì cả nhà ơi, ngày hôm nay khi Ly Trung khá là lâu rồi, Ly Trung mới quay trở lại cái khu nghĩa địa này, thì Ly Trung lại tiếp tục gặp được một cái vị vong linh có một cái cảnh đời cũng khá là khổ cả nhà. Thì như cả nhà mình cũng nghe cái vong này kể rồi đó. Thì cũng chỉ vì là một vài cái tin nhắn của người khác giới đối với cô này thôi. Đó, nhưng mà cái anh người yêu lại là ghen lòng ghen lộn lên. Đó, rồi thực hiện cái hành vi giả tâm, nhẫn tâm của mình là tưới xăng lên để đốt người tình. Là một con người với nhau mà có thể sử dụng những cái hành động nó như vậy để đối xử với nhau thì cả nhà mình nghĩ nó quá nhẫn tâm. Thì sau một hồi trò chuyện đồ này kia với cô gái này đó, thì Lê Trung cũng đã khuyên được cô ấy, đã giúp cô ấy có thể là đi về chùa để mà ráng tu hành, để mà đi đầu thai chuyển kiếp. Nó cũng khá là hoan hỷ ha cả nhà. Rồi, thì video đến đây thì Lê Trung cũng xin phép khép lại tại đây. Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.